Tay xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo của Tay. Khi sáng thì Tay vừa mới lên chỗ cánh đồng để đi giúp mẹ cắt cỏ cho bò cho trâu nha. Tay vừa mới xuống ở chỗ bụi tre này. Tay tính là vào chặt một số cây tre để về làm cái món nướng gì đó ăn nha. Tay vừa mới chặt được mấy cây tre thì hôm nay tay dự tính là sẽ nướng chân gà nha. Cây lớn thì tay sẽ làm mấy cây cọc, còn cây nhỏ thì tay sẽ kẹp chân gà lại. Bên dưới tay sẽ để lửa than nha. Tay vừa đóng được hai cây cọc nha. Tí nhà tay sẽ bỏ chân gà lên này, tay sẽ dùng cái cây tre nhỏ này kẹp chân gà và để bên trên. Còn bên dưới tay sẽ để lửa than nha. Bên dưới tay sẽ bỏ cục đá nha. Bây giờ tay sẽ bỏ than lên này nha. Thì tay vừa mới đốt lửa than xong nha. Bây giờ tay sẽ đi kẹp cái chân gà lại nha. Chân gà thì tay đã chuẩn bị xả và là ớt xong rồi, tay đã trộn sẵn rồi. Bây giờ tay sẽ kẹp lại. Bây giờ tay sẽ bỏ trong cái kẹp này nha. Chân gà thì tay ngâm khoảng tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ nó thấm vào trong này rồi. Chân gà tay đã kẹp xong nha, bây giờ tay sẽ bỏ lên trên bếp này. Bên trên tay sẽ bỏ gia vị vào nha. Do chỗ này tay để cao quá nên bây giờ tay sẽ cột thấp này xuống nha, để cho cái chân gà nó gần lửa than cho nó nhanh chín nha. Tay đã hạ thấp chỗ này rồi nha, để cho nó gần lửa than cho nó nhanh chín. Tay sẽ chờ khoảng 50 phút gì đó để cho cái bề dưới nó chín, sau đó tay sẽ lật cái bề trên xuống nha.
Bên dưới nó là chín rồi nha. Bây giờ tay sẽ mở cái này ra và lật lại bên trên nha. Khi nãy lửa than nó hết rồi, nhưng tay mới đốt lửa nha. Tay đốt để cho có lửa than cho nó chín ở bên dưới này. Nãy giờ tay cũng chờ khoảng 15 phút rồi nha. Lửa than nó cũng tắt hết rồi. Thì chân này đã chín hết rồi nha. Bây giờ tay sẽ mở này ra.